chính là ngôi mộ này. Ngày đó tôi gặp phải quỷ đập tường tại đây. Theo hướng ngón tay của Tiểu Mã, Diệp Tuyết Dương nhìn về phía ngôi mộ chính giữa ở vùng đất trũng. Thế nhưng thứ khiến anh chú ý không phải là phần mộ, mà là phía sau phần mộ có một cây hòe. Cây hòe lại thập phần to lớn, thân cây như một chậu nước to, đến những nhánh cây cũng siêu siêu vẹo vẹo, nghiêng nghiêng ngả ngả. Tán cây to và rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra, dùng tóc của mình che khuất phần mộ phía trước. Phần mộ phía trước cách đó không xa còn có một vũng nước đọng, dưới ánh trăng hiện lên một làn sóng âm u. Diệp Thiết Dương than thở, nơi này muốn bắt quỷ lộng hành cũng khó. Đây là một cái đầm nước đã khô hạn, nước đọng dễ tụ âm khí, được mộ hấp thu. Bản thân phần mộ lại bị tán cây hòe che đậy, thiếu ánh sáng mặt trời, âm khí tụ lại càng dễ dàng hơn. Thêm nữa, cây hòe lại là cây mộc quỷ, ở đây quỷ dễ thành tinh nhất. Quỷ ở đâu? Tiểu Mã có chút khẩn trương, phun nghe lấy mắt đi Tiểu Mã. Diệp Thức Dương đưa một cái bình nhỏ trong lòng bàn tay cho Tiểu Mã, phun nó lên mắt, trong vòng 1 giờ đồng hồ cậu sẽ thấy quỷ. Đây là gì vậy? Là nước mắt bò hả? Dịch thể của Thất Tinh Thảo mà nước mắt bò thối lắm, tôi thì không dùng bao giờ. Tiểu Mã tiếp nhận, phun lên con mắt trái, xoa nhẹ mắt, sau đó khẩn trương nhìn bốn phía, đột nhiên run run cầm lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, run giọng nói, cái kia có phải quỷ không? Thay mắt của cậu, Diệp Thiếu Dương thấy một bóng người mông lung từ đằng xa đi tới, trông giống như một bị một sợi dây kéo, mái tóc dài rối tung đặt lên hai bên vai, rất có phong thái của nữ quỷ. Ui, nó tới kìa. Im lặng, chớ quấy rầy tôi. Diệp Thức Dương vẽ hai tờ ẩn khí phù, dán mỗi người một tờ. Hiện giờ quỷ không cảm nhận được cậu thở dương khí, thế nhưng vẫn có thể thấy cậu, cho nên cậu đừng có lộn xộn. Chúng ta không nên gấp gáp, xem nó muốn làm cái trò gì đã. Nữ quỷ một mạch đi vùng đất trũng, cách chỗ hai người ẩn thân chỉ có hơn 10 thước. Nhờ ánh trăng, có thể thấy rõ trang phục của cô ta, mặc áo bó sát, hông đeo thắt lưng, quần bò để ngắn cũn, nộ ra một đôi chân thon dài trắng trẻo, trước lồi sau lõm, chiếc eo thon mảnh khảnh dịu dàng lắc lư, đi một cái là lắc một cái, thực sự là rất sexy. Tôi bảo này, nữ quỷ này dáng người đẹp thật đấy, so với nữ quỷ kia còn ngon hơn. Tiểu Mã hai mắt phát sáng, nuốt một ngụm nước miếng. Đây là người, không phải là quỷ. Quỷ đi chân không có chạm đất, lại càng không có thanh âm. Cậu chỉ thi gái là giỏi. Tiểu Mã ngẩn ra, lập tức ánh mắt càng trở lên thô bỉ hơn, nhìn toàn thân từ trên xuống dưới và nói rằng, tôi nói mà, có con quỷ đó ăn mặc là như thế chứ. Chả, hóa ra là một em gái. Bất quá là đã giờ hơn nửa đêm, sao em ấy lại dám đến đây chỗ này một mình nhỉ? Cho dù không sợ quỷ, chẳng lẽ không sợ sắc lang sao? Tức là, đừng có dài dòng, cô ta bị dẫn hồn, không được vọng động, chờ một lát là sẽ biết đấy. Cô bé kia giống như mộng du, vẫn đi thẳng về phía trước, gặp vũng nước cũng không tránh, cứ trực tiếp đạp lên trên, khiến cả thân mình dính đầy bùn nước. Sau khi cô ta đến cây hòe, từ chính diện chỉ còn thấy bóng lưng, hai người chỉ thức dương lúc này mới phát hiện ra sau lưng của cô ta có thứ gì đó vô cùng là quái dị. Trời ạ! Chỉ thức dương giật mình, một tay bịt miệng Tiểu Mã, không cho cậu ta kêu lên, cảm nhận được thân thể của ta run nhẹ nhẹ trong tay mình. Chỉ thức dương hoàn toàn có thể lý giải, lần đầu trong hiện tượng kinh khủng như vậy, không bất tỉnh cũng đã là giỏi lắm rồi. Cô bé kia đang kéo theo một người nữ phía sau mặc sườn xám màu đỏ chót, chân mang giày cao gót trắng, mái tóc ngắn, phía ngoài y phục hở hang là làn da trắng bệch dọa người. Kinh khủng nhất là ả không đi theo sau thiếu nữ, mà hai tay đang ôm lấy eo thiếu nữ, vùi đầu dưới lách của cô, thân thể bay lơ lửng thẳng tắp phía sau lưng, cứ như vậy kéo cô gái đi. Cái này gọi là quỷ bắt cầu, là chuẩn bị trích một đoạn trên thân. Cậu đứng yên ở đây, tôi làm việc đây, mà nhớ là phải trật tự đó nhỉ. Diệp Thất Dương buông Tiểu Mã ra, lặng lẽ đi đến phía đó. Thiếu nữ lúc này đã tới trước cây hòe, nữ quỷ sau lưng đột nhiên đứng lên, khom lưng, người như rắn trượt trên thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ đứng thẳng, cởi thắt lưng trên quần sóc xuống. Một tiếng rú ma quái vang lên, nữ quỷ áo đỏ bị kéo khỏi cơ thể mà đang nội sinh, ngã nhào trên mặt đất. Nữ quỷ kia phản ứng cũng cực nhanh, uốn éo đứng dậy, dương 10 ngón tay thật dài, quay sang đâm vào mặt nam tử phía trước. Còn muốn dãy dụa sao? Diệp Thức Dương cười cười, nhẹ nhàng lách người tránh thoát công kích của nữ quỷ,
tay vừa nhấc lên, 18 miếng tiền ngũ đế bay ra ngoài tạo thành một bát quái vị trên không trung. Thiên địa vô cực càn khôn tát phá. Tiểu Thiết Dương hai tay kết ấn đẩy về phía trước, vận sức đánh 8 đồng tiền vào với ngực nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã sấp xuống đất, ngực trái xuất hiện một lỗ máu, máu chảy ào ào ra ngoài. Quỷ đương nhiên không có máu, đây chính là bộ dáng tử vong thật sự của ả ta sau khi bị phá tu vi. Thì ra là bị trọng thương đến chết. Cô nương xinh đẹp như vậy, đáng tiếc thật. Đối với loại ác quỷ này, Tiểu Thiết Dương từ trước đến nay rất thích đùa cợt, một chút đứng đắn cũng không có. Đại sư tha mạng, ta không dám. Nữ quỷ run run, không ngừng dập đầu. Quỷ cũng không phải kẻ ngốc, mới vừa rồi đánh nhau đã khiến cô ả hiểu được thanh niên này không phải pháp sư chóc quỷ thông thường. Diệp Thức Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới, hỏi: xem trang phục của ngươi thì chắc là người từ thời dân quốc, đã chết mấy thập niên rồi, vì sao không đi đầu thai lại ở đây hại người? Đại sư minh giám, tiểu nữ bị gian nhân làm hại, một thời hồ đồ ở lại nhân gian, thỉnh đại sư từ bi thương xót tiểu nữ chết thảm, buông tha cho tiểu nữ. Diệp Thức Dương nghiêm nghị nói: trước điện Diêm Vương, thiện ác thì tự có công luận, hại người chắc không tránh được khỏi nhân quả báo ứng. Đây không phải là lý do ngươi lưu ở nhân gian, húng hồ ngươi đã ở nhân gian vài thập niên, chẳng biết hại chết bao nhiêu mạng người, lấy chuyện vừa rồi làm ví dụ, mau đem tiền cho tôi đi. Ô, chỉ cần đại sư giơ cao đánh khẽ, ngài muốn tiểu nữ làm gì cũng được. Làm gì cũng được. Nhìn đã mắt là được rồi. Ta cũng không dự định tạo nên mấy cái thứ tình cảm nhân quỷ. Tiểu Thức Dương không dài dòng nữa, dùng bút chu sa vẽ một tấm dẫn hồn phù dán lên trên trán nữ quỷ, trong miệng lầm rầm niệm chú. Thân ảnh nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, sau đó thì biến mất. Chỉ vậy là xong rồi hả? Tiểu Thức Dương nghĩ mãi cảm thấy không thích hợp. Mặc dù bản thân mình rất mạnh, nhưng nữ quỷ cũng có gần 100 năm quỷ linh, lại là tu tà, giết người thì cũng không ít, tu vi thì hẳn là không nên kém như vậy chứ nhỉ. Tiểu Thức Dương cúi đầu nhìn vũng nước đọng rung rinh trước mặt mộ, trong nháy mắt là hiểu ra, mỉm cười. Thứ đó thiếu chút nữa đã thắt chết em gái này, cô bé vẫn nằm dưới gốc cây hòe không nhúc nhích. Thiếu nữ nhìn qua chừng 20 tuổi, xinh đẹp như hoa, dáng người thì vô cùng hoàn mỹ. Tiểu Thức Dương đi tới muốn gọi cô dậy, vừa cúi đầu nhìn, nhất thời suýt chút nữa thì xịt máu mũi tung tóe. Bởi dây lưng quần bị cởi ra, quần sóc của thiếu nữ bị tuột xuống, lộ ra một cái lộ y nho nhỏ màu hồng, phía trên còn có hình con Angibert. Xong chưa? Cậu thu phục được con quỷ kia chưa? Phía sau truyền đến giọng nói khẩn trương của Tiểu Mã. Chẳng phải cậu bảo cậu đứng yên một chỗ sao? Tôi cứu em gái, không liên quan đến cậu. Tiểu Mã bước chân đến muốn đỡ thiếu nữ dậy thì đột nhiên dừng lại, trợn mắt há mồm nhìn cảnh sân phơi phới phía trước, máu mũi thì cứ nhẹ nhàng mà tuôn rơi. Diệp Thức Dương dưới tay tháo thắt lưng trên cây xuống, đưa cho Tiểu Mã: mau giúp cô ấy mặc quần áo vào đi. Tôi á? Tiểu Mã sắc mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay: không được, không được, không được, tôi không quen cô ấy, như vậy không được đâu, sẽ bị kêu là sắc nang đó. Diệp Thức Dương khinh thường bảo: chẳng phải còn là sắc lang sao, cơ hội tốt như vậy mà không dám lên à, yếu thế. Tiểu Mã cười ngây ngô: tôi có sắc lang thì cũng là sắc quân tử, bây giờ người ta đang hôn mê, tôi đâu có dám làm sằng làm bậy chứ. Hay là cậu làm đi, nhanh lên, nếu không em gái tỉnh dậy phát hiện không có quần thì chúng ta khó lòng mà giải thích. Tiểu Thức Dương gãi đầu khổ sở nói: được rồi, một chính nhân quân tử như tôi ấy, cố hết sức mà làm thôi. Có điều là lúc cô ấy tỉnh dậy ấy, tiểu tử cậu đừng có nói là cô ấy biết là tôi mặc quần cho cô ấy đấy nhá. Sao lại không nói, vạn nhất người ta cảm động muốn lấy thân báo đáp thì sao. Tiểu Thức Dương đỡ thiếu nữ ngồi xuống mặc quần, đeo dây lưng vào cho cô, ngón tay khó tránh khỏi chạm vào da thịt trắng hồng mềm mại, hơn nữa khoảng cách quá gần, ánh mắt hắn cũng mất tự chủ rơi vào đôi gò bồng đảo, hô hấp trở nên không đều, đầu mũi cứ phảng phất mùi hương ngây ngất của thiếu nữ. Tiểu Thức Dương xích chút nữa thì không chịu nổi, luống cuống tay chân mặc quần áo cho thiếu nữ xong, Tiểu Thức Dương vẽ một lá ngưng thần phù dán lên trên người cô, sau đó bảo Tiểu Mã bế cô sang một bên. Dưới tác dụng của ngưng thần phù, thiếu nữ nhanh chóng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong lòng người đàn ông xa lạ, hơn nữa vẻ mặt của nam nhân kia còn hết sức bỉ ổi, nhất thời hét ầm lên, quay sang cắn vào tay Tiểu Mã một cái.
Ây ui, cô nương buông ra, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi đến cứu cô mà. Cũng may thiếu nữ có một đoạn trí nhớ, trước lúc hôn mê biết mình không phải bị người ép tới, lúc này cô mới buông tha cho Tiểu Mã. Nghe Tiểu Mã giải thích nửa ngày, cô liền hiểu được chuyện gì xảy ra, ngơ ngác một lúc lâu, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Thiết Dương đang đứng bên cạnh. Cậu ta nói là thật ư? Là anh đã cứu tôi? Trên đời này thật sự có quỷ sao? Diệp Thiết Dương không đáp, ngồi xổm xuống vũng nước đục, lặng lặng nhìn. Rõ ràng là nước đọng, thế nhưng sao hắn lại thấy nó rung rinh, còn thấy mặt nước không ngừng gợn sóng. Cậu nhìn vũng nước ấy làm gì đấy? Tiểu Mã bị cắn một cái không dám ngồi gần thiếu nữ nữa, tò mò đi về phía bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cũng học tập hắn nghển cổ ra nhìn vũng nước. Diệp Thiếu Dương lấy tay chạm lên mặt nước, đặt lên mồm lếm lếm, hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại. Diệp Thiếu Dương, cậu khát đến mức điên rồi. Nếu cậu khát thì cứ nói một tiếng, tôi đi mua nước cho cậu, cần chỉ uống cái loại nước bẩn thỉu này. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu ta, trong này có thủy thi, nước quỷ tu viên trăm năm đều bị nó hấp thụ, cho nên mới suy yếu như vậy. Thủy thi là cái gì? Tiểu Mã tò mò hỏi. Kết quả thay vì được Diệp Thiếu Dương trả lời, thì bất ngờ trong nước một bàn tay vươn ra, túm lấy tóc của cậu, kéo xuống phía dưới. Tiểu Mã ngã ùm xuống nước, hai chân vùng vẫy đạp đạp như ếch, mắt nhìn thấy cậu ta sắp chìm. Diệp Thiếu Dương nhanh tay lẹ mắt nhắm đúng vị trí, chả một kiếm vào mặt nước. Vật kia lập tức thả tay ra, sau đó Diệp Thiếu Dương cố sức kéo Tiểu Mã lên. Tiểu Mã chấn kinh quá độ, người thì dại hẳn ra, tay chân run rẩy, hồi thần một lúc mới chậm rãi đứng dậy, vội vàng chạy ra xa khỏi vũng nước, run giọng và hỏi: đó là cái gì thế? Thủy thi, tôi nói rồi mà, là một thi thể chết đuối trong nước, bị quỷ hồn chiếm được, thân thể hư thối tới mức nhất định, máu sẽ hóa thành độc thi, cũng không khác gì cương thi, bởi vì ngâm mình trong nước lâu dài cho nên là rất thối. Tôi mới sờ được cái thứ gì bên dưới mềm rất mềm, chính là nó sao? Tiểu Mã hồi tưởng lại còn cảm thấy sợ, nhanh chóng đưa hai tay lên lau mặt, luôn mồm nhổ nước bẩn ra. Đột nhiên thấy trong tay có cái gì đó, quay đầu nhìn phát hiện mình đang nắm một đống gì đó, mới đầu còn tưởng là nước bùn và cành khô, nhìn kỹ lại ai ngờ toàn là thịt nát và tóc, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, còn có một ít mùi của nữ nhân. Nhất thời cậu sợ đến mức tè ra quần, vứt cái đống trong tay đi, cố hết sức đứng lên, miệng khàn khàn kêu: Không được rồi, tôi về đi tắm, thối quá thôi. Diệp Thiết Dương từ bên hông lấy ra một lá ngải khô, đi tới định giúp cậu ta xử lý vết thương, chợt ngửi thấy mùi thúi trên người cậu, lập tức bịt mũi, lém lá ngải qua cho Tiểu Mã: tự xoa lên cổ đi, để tránh nhiễm độc thi. Khử độc thi tốt nhất là dùng gạo nếp, nếu không có thì có thể dùng lá ngải. Tiểu Mã ngẩn ra, không buồn lau tay nữa, cầm lấy lá ngải xoa lên chỗ cổ bị thi bấu, có tiếng két két phát ra, khói trắng bốc lên, cậu đau đến mức khóc thét. Thật là xui xẻo, quá sức là xui xẻo. Tôi đã bảo cậu đừng có tới thì cậu cũng phải tới, còn nói cái gì mà một bữa ăn sáng. Tiểu Mã vừa nói vừa khóc. Diệp Thiết Dương nhìn bộ dạng hôi thối và chật vật của cậu, đồng cảm lắc đầu. Em gái được Diệp Thiếu Dương cứu lúc nãy cũng đã đi đến bên cạnh, biểu tình có chút đờ đẫn nhìn hắn. Trước sự việc vừa xảy ra, cô còn chưa kịp tiếp nhận, căng thẳng hỏi nhẹ: ở đây thật sự có quỷ ư? Làm sao bây giờ các anh? Thì giết con thủy thi đang lộng hành là được thôi, Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp, giọng nói tùy tiện, giống như đây chỉ là một việc nhỏ nhặt tiện tay hoàn thành. Thiếu nữ sửng sốt một hồi lâu rồi hỏi: không phải nó đang ở trong nước sao? Sao anh làm được? Nhảy xuống bắt nó à? Diệp Thiếu Dương đảo mắt, nước thối như vậy ngu gì mà nhảy xuống chứ. Hắn quay đầu, vẻ mặt tươi cười gian xảo nhìn Tiểu Mã: sao nhiệm vụ vinh quang này cho cậu, cậu xuống nước bắt thủy thi lên đi. Tôi á? Tiểu Mã mở to mắt, điên cuồng xua tay: không, đánh chết tôi cũng không đi, tôi không có pháp thuật, xuống dưới đó còn chưa đủ cho nó ăn, đánh chết tôi không đi, kệ cậu, tôi đi về đây. Diệp Thiếu Dương nói: tôi có biện pháp khiến nó không làm hại cậu, chỉ cần để nó nhắm được cậu là được rồi. Tôi mặc kệ nhá, lức thúi như thế là một này, đánh chết tôi không đi nhá. Sao lại không? Đây là việc kiếm âm đức, cậu có biết không? Kiếm được nhiều âm đức, kiếp sau không chừng cậu có thể đầu thai làm người gầy đấy.
Dẹp. Tôi thả mập 8 đời nhá, cũng không đi xuống dưới đó. Chốt luôn. Tiểu Mã lời lẽ chính nghĩa, không bị lay động. Nếu mà nói dễ nghe như vậy, sao cậu cũng tự mình đi mà xuống đi. Mời tôi làm gì? Diệp Thức Dương không nói gì nữa. Mập mạp chết bầm này, IQ đi thấp, nhưng đúng là không ngu tới mức nhảy vào hố lửa. À không, nhảy vào vũng nước thúi quắc. Hết cách, không thể làm gì hơn là hy sinh chút vốn liếng của mình vậy. Hắn đành thở dài, mở túi vải, lấy ra một bao hùng hoàng, đau lòng thả toàn bộ vũng nước. Đó là cái gì thế? Tiểu Mã trợn to hai mắt hỏi. Hùng hoàng, một loại dược liệu thôi, có khả năng đuổi quỷ trừ tà. Tiểu Mã chợt hỏi, có phải loại rượu hùng hoàng mà Pháp Hải dụ Bạch Tố Trinh uống rồi biến thành yêu xà đúng không? Đó là Hứa Tiên, không phải Pháp Hải. Thế mà không nhớ. Thiếu nữ nhắc nhở, rồi nhìn về phía Diệp Thứ Dương, bây giờ làm gì hả cậu? Diệp Thứ Dương chống nạnh, chờ đi. Thủy Thi một hồi không chịu nổi sẽ phải bò lên. Tiểu Mã và cô gái kia vừa nghe thấy Thủy Thi sẽ bò lên bờ thì vội vàng lui về phía sau vài chục bước. Tiểu Mã đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cả giận nói. Đơn giản như vậy mà có thể bắt được nó, sao cậu không lại bỏ sai tôi xuống nước hả? Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Hùng hoàng đắt lắm, tôi còn phải tiết kiệm tiền nữa chứ. Mẹ nó chứ, tôi còn không bằng ba hùng hoàng à? Hùng hoàng ấy biết trừ tà, thế cậu có biết trừ tà không? Thiếu nữ bật cười. Bề ngang cậu ta có thể trừ tà được. Tiểu Mã vừa chạy thì một vạch đen chảy trên đầu, vừa chạy thì hai hàng lệ tuôn rơi. Không quá 10 phút, vũng nước chợt sôi lên sùng sục, bọt nước nổi lên cao hơn 1 mét. Nó lên rồi, các cậu lui ra đi. Diệp Thiết Dương vừa lùi với sau 2 bước, rút ra tảo một kiếm. Đào một kiếm chóc quỷ, tảo một kiếm thì hàng yêu. Hơn nữa thanh kiếm này đã luyện dưới xét 33 năm, có linh tính rất là mạnh mẽ, cũng được xem như là bảo vật của đạo phái. Tiểu Mã và thiếu nữ nhanh chóng lùi về sau hơn 20 mét. Vốn cả hai định chạy xa một chút, thế nhưng lại sợ chỗ khác cũng có quỷ. Thôi thì đứng gần Diệp Thiếu Dương cho yên tâm hơn. Sau khi kinh qua nhiều chuyện đáng sợ xong, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của mình. Bây giờ nhìn đâu thì cũng nghi có quỷ. Một vật từ trong nước nhảy ra, nằm phủ phục trên mặt đất. Ba người nhìn chằm chằm vào nó, chỉ thấy một thân thể trắng nhợt, cả người phù thủng, da thịt thì bong chóc, mặt nổi đầy mụn to như có thứ gì đó ở bên trong, mái tóc dài rối tung xoắn vào nhau vặn vẹo như rắn. Khuôn mặt của nó còn kinh dị hơn, một con mắt thì khô quắt, một con mắt không có mí, đồng tử thì to như quả bóng bàn lòi cả ra ngoài, phía trên còn có chút máu chảy xuống do bị ngâm lâu ngày trong nước, lên phân nửa khuôn mặt đều không còn da thịt, lộ ra cả hàm răng đong đưa với các khớp xương trắng hếu. Hiện giờ đã không thể hình dung từ kinh khủng để nói về bộ dáng của Thủy Thi này được nữa. Thiếu nữ vừa trông thấy liền hét toáng lên, sau đó thì ngất xỉu. Tiểu Mã thì trước đây đã thấy qua nữ quỷ ở ký túc xá rồi, tuy rằng là hơi kinh tởm, nhưng tốt xấu gì thì cũng đã có một sự chai lì, không đến mức bất tỉnh. Cậu liền ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng để cứu cô gái tỉnh lại. Hai người rút ở một chỗ, sợ hãi ôm nhau không ngừng quan sát Diệp Thiếu Dương. Thủy Thi không phải đang đi mà nó đang bò trên mặt đất, nó không có chân, chỗ hai đùi mục giữa có hai vết thương bằng nhau, nhìn như hai chân bị người ta chặt đứt. Lưng đeo một sợi dây xích bằng sắt to bản, một đầu xích khác nằm ở dưới nước, cũng không biết sợi xích này dài bao nhiêu. Hai cánh tay xanh và dài của nó bám trên mặt đất, từ từ bò đến chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích. Thiếu Tứ, cậu bị dọa choáng váng rồi hả? Mau mau ra tay đi chứ. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không bị Thủy Thi hù dọa, nhưng con quỷ xấu xí trong mắt hắn vốn chẳng có gì khác nhau. Hắn chỉ đang quan sát sợi xích cột trên lưng con Thủy Thi, mơ hồ cảm giác được mặt trên của sợi xích có một luồng pháp khí. Nếu như hắn đoán không lầm thì kẻ chặt đứt chân Thủy Thi và dùng xích cho nó làm cùng là một người, chẳng lẽ lại là pháp sư? Vậy tại sao kẻ đó không trực tiếp giết nó? Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên đùi tê dần, cúi đầu xuống nhìn, một luồng mái tóc dài đã cuốn đến mắt cá chân, càng lúc thì càng siết chặt. Diệp Thiếu Dương giơ kiếm lên chặt đứt mái tóc, một làn khói trắng từ từ thoát ra. Thủy Thi hú lên một tiếng quái dị, tốc độ bỗng nhanh như một tên bắn, thừa dịp Diệp Thiếu Dương không chú ý, nhào đến ôm lấy cổ chân trái của hắn, há mồm định cắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng rút chân lại, lùi lại một bước, giày bị lông ngoạm chặt trong miệng. Ây da, khẩu vị thật là nặng nha. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vung kiếm xông lên. Thủy Thi nhả chiếc giày ra, đôi tay xương khô vội vàng bắt lấy tảo mộc kiếm, hai tay nó lập tức bị lưỡng chín, ken két rung động.
chất lỏng màu xanh đen chảy ra qua từ kẽ tay không ngừng nhỏ xuống. Thủy Thi há mồm giống to hơn, dưới ánh trăng có thể thấy nó không có lưỡi, cổ họng bị một con bạch trùng dài bám vào y như một cái càng cua. Thủy Thức Dương nhíu mày, hắn không bị hù dạ nhưng lại cảm thấy muốn ói. Thủy Thi không quan tâm đau đớn, kéo tỏ một kiếm phía mình, càng lúc thì càng gần. Thủy Thức Dương có chút kinh ngạc, nó có thể đối kháng với pháp khí như vậy ít nhất cũng phải tu vi 500 năm. Lập tức tay trái Thủy Thức Dương lặn ra một pháp quyết, đang muốn vỗ lên mặt Thủy Thi, đột nhiên dưới chân trơn trượt, cả người bị thứ gì đó lôi đi, ngửa đầu té ngã. Cúi người nhìn xuống, thôi chết rồi, nguy rồi. Thủy Thi dùng tóc quấn chặt chân mình, mái tóc của nó hệt như rắn trở nên người càng ngày càng nhiều hơn. Không đến mấy giây, cả người hắn liền bị tóc phủ kín, cố sức lôi kéo hắn về phía nó. Một người một thi, nam trên nữ dưới, dính sát vào nhau, mái tóc dài bao trọn một vòng ôm lấy bọn họ trên một cái kén tầm lớn, hoàn toàn không nhìn tình hình bên trong. Không thể nào, Thủy Thi chẳng lẽ muốn cưỡng bạo Tiểu Diệp Tử? Tiểu Mã trợn mắt há mồm lớn tiếng gọi Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, hãy cố gắng chịu đựng, nhất định phải bảo vệ Trinh Tiết, phải đánh bại nó. Chừng nào cậu quay về, tôi tìm cho cậu một em xinh đẹp để cậu dâng hiến bản thân. Cảm nhận được thân người ướt ướt dính dính như keo của Thủy Thi, Diệp Thiếu Dương càng hết sức khó chịu. Đầu của Thủy Thi càng lúc càng tiến gần, há mồm lộ ra một con trùng màu trắng bên trong. Diệp Thiếu Dương vô cùng muốn nói, trong lòng hiểu rõ Thủy Thi không phải là muốn thân thể của mình, cũng không phải là muốn Trinh Tiết của mình, mà là tính mạng của mình. Một khi bị trùng khi trong miệng nó cắn thì đến thiên sư cũng phải lên thớt thôi. Thế nhưng toàn thân hắn lại bất động không thể di chuyển. Mẹ ơi, coi như mình có thiên đại bản lĩnh cũng chẳng làm gì được. Thôi quên đi, để bảo toàn tính mạng, lão tử chấp nhận từ bỏ lỗ hôn đầu tiên của mình vậy. Diệp Thức Dương hết sức đau lòng, cắn nhẹ đầu lưỡi, chủ động dán lên miệng con Thủy Thi, phun thẳng một ngụm máu vào trong mồm nó. Máu đầu lưỡi trừ tà tốt nhất. Diệp Thức Dương là đại sư, linh tính càng mạnh hơn 3 phần người thường. Thủy Thi giống như một tiếng, cả người run rẩy. Tiểu Mã bên ngoài nhìn cảnh tượng này ngây ngốc, lẩm bẩm nói, cao trào rồi à, cao trào, cao trào. Một tiếng động vang lên, mái tóc dài của nó lổ tung, liên tiếp đứt thịt từng khúc. Thủy Thi bị đánh bay về phía trước. Diệp Thức Dương lau miệng, cấp tốc đứng lên, cao giọng thì thầm, Nhật Lạc Sa Minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Nhật Lạc Sa Minh, thiên địa đảo khai, khai thiên chú, đây chính là một trong những thần chú mạnh nhất của Mao Sơn. Chỉ có pháp sư đứng hàng thiên sư mới khả năng khống chế, bởi vì thần chú này tiêu hao pháp lực rất lớn. Vốn dĩ dựa vào tu vi của Diệp Thiếu Dương, giết một con Thủy Thi hoàn toàn không còn dùng tới thần chú mạnh như vậy. Chỉ vì con này đã đoạt nụ hôn đầu tiên của hắn, tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại, tuyệt đối không. Trên thân tả mộc kiếm hiện lên một đạo thanh quang, đâm huyết hầu của Thủy Thi. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, thân thể của Thủy Thi lổ tung, vô số thịt nát xương tan rơi đầy đất. Diệp Thiếu Dương lại lau miệng, hắn mà muốn hủy diệt thì chính là như vậy đấy. Phải đến một lúc sau, Tiểu Mã và thiếu nữ mới hồi phục tinh thần, nhận ra Thủy Thi đã chết, bèn kéo nhau chui từ gò đất lên. Tiểu Mã giơ con tay cái khen ngợi, Tiểu Diệp Tử, cậu trâu thiệt nha, con quỷ lợi hại như thế thoáng cái đã bị cậu giết chết. Mới vừa rồi cậu bị nó vây khốn, tôi còn tưởng cậu không xong, không xong rồi. Cơ mà lúc đó cậu đã làm gì, làm thế nào mà đánh bay nó vậy được? Không được rồi, Tiểu Thức Dương gắt lên một tiếng cắt lời Tiểu Mã. Chuyện vừa xảy ra chính là ký ức thê thảm và nhục nhã nhất trong cả cuộc đời của hắn. Tiểu Mã thấy sắc mặt của hắn đỏ lưng, trong lòng đánh lộp bộp, lẽ nào Tiểu Thập Tử thật sự đã bị Thủy Thi rồi. Thi triển thiên chú vô cùng hao tổn pháp lực, Tiểu Thức Dương khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, dùng Mao Sơn dưỡng khí thuật điều hòa khí tức. Hồi khí một lúc sau, hắn đã cảm thấy khá hơn, rồi mới đứng dậy cúi đầu nhìn đống thịt nát bầy nhầy. Lúc này đã hóa thành một máu và mổ thấm dần xuống mặt đất. Xích có dài hơn 10 thước đi nữa thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Hắn chăm chú nghiên cứu một nát, lẩm bẩm nói, đây là pháp khí được tạo ra từ huyền thiết, quả thật là do pháp sư làm nha. Pháp sư là người cũng biết bắt quỷ như cậu à? Tiểu Mã giật mình, vậy tại sao kẻ đó chỉ khóa Thủy Thi mà không giết chết nó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, mục đích của hắn không phải là giết nó, mà là nuôi nó. Diệp Thiếu Dương giải thích, không có pháp sư nào bắt quỷ mà chỉ bắt phân nửa, còn đem khóa lại để cho nó tiếp tục hại người, rất là vô lý. Tôi đoán Thủy Thi này là do có người cố tình tạo thành,
Kể cả nữ quỷ hấp thụ dương khí nam nhân và âm nguyên quỷ hồn kia cũng là vật hiến tế thủy thi tu luyện. Khi nó tu luyện đến một trình độ nhất định thì kẻ đó sẽ lợi dụng nó làm việc ác. Cây hòe cũng là vật hắn cố ý dùng tới để hội tụ và thăng cấp âm khí cho nữ quỷ, sau đó để thủy thi sử dụng. Tiểu Mã cả kinh nói: chắc quỷ mà cũng có người xấu nữa sao? Tiểu Thiết Dương nhếch cậu một cái đáp: trên đời này có người tốt thì cũng phải có người xấu, pháp sư cũng vậy. Nhiều kẻ thích tu tà, lôi tiểu quỷ câu hồn hại nhân, lôi cổ trùng, những kẻ đó còn đáng sợ hơn cả yêu quỷ. Tiểu Thiết Dương đi tới cây hòe, ngửa đầu nhìn tán cây to lớn. Cây hòe này nhiễm âm khí nhiều năm, có thể là thành tinh, giữ lại sẽ gây họa. Nói xong, hắn vẽ một lá dẫn lôi phù, tiến lên dán vào thân cây, lùi phía sau vài bước niệm chú. Nhất thời một tiếng sấm vang lên. Dẫn lôi phù không thể dẫn thiên lôi mà chỉ có thể tạo ra âm lôi giả chuyên dùng để đối phó với yêu quỷ. Lúc này trên bầu trời chợt có tiếng sấm cuồn cuộn, lá bùa trên thân cây đột nhiên phát hỏa. Lôi hỏa từ lá bùa dần dần lan rộng, đốt cả thân cây. Tán cây bất ngờ đung đưa rung lắc, tựa như có người đang cố dãy giụa trong đống lửa. Một dòng chất lỏng màu đen từ vỏ cây không ngừng tràn ra, lập tức bị ngọn lửa nóng rực thiêu rụi. Thiếu nữ theo bản năng lùi về sau, lẩm bẩm nói: thật là đáng sợ. Tiểu Mã ôm lấy cánh tay của cô cũng nói: muội muội đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Kết quả là bị thúc một quý củ trỏ vào bụng. Ai ui, muội muội à, không phải tôi đang lo lắng cho em sợ quỷ sao? Tôi có ý tốt nha. Anh ấy còn khó ưa là sắc quỷ nữa. Mười mấy phút sau, cây hòe khổng lồ đã bị đốt thành than cốc. Tiểu Mã và thiếu nữ thở dài một hơi. Tự nhiên lại có chuyện quỷ dị xảy ra. Từ chính giữa thân cây hòe có ba hỏa cầu màu xanh biếc chập chờn hiện ra, lúc sáng và lúc tối bay lượn xung quanh. Đó là thứ gì? Trông thật là đẹp nha, thiếu nữ hỏi. Đây là tinh phách, Diệp Thiết Dương trả lời. Ba thân ảnh mơ hồ dị thường xuất hiện dưới gốc cây hòe, quỳ trước mặt Diệp Thiết Dương. Đa tạ đại sư chém giết yêu ma, cứu thoát oan hồn chúng tôi. Diệp Thiết Dương nhíu mày nói: các ngươi đều bị nữ quỷ kia làm hại sao? Một người nữ đáp: bẩm đại sư, nữ quỷ kia 3 năm giết một mạng người, chúng tôi đều là người bị thụ yêu và nữ quỷ kia hại chết, hồn phách bị nhốt trong thân cây không chạy trốn được. Đến khi quỷ hồn kia chết rồi, 3 hồn 7 vía của chúng tôi đều bị thụ yêu rút sạch, hóa thành tinh phách. Tiểu Thiết Dương nhìn những đốm lửa thở dài, nói với ba người: các ngươi đi âm ti đi, ta sẽ viết cho các ngươi một lá trần tình phù, thuật lại tình hình thực tế, bảo phán quan không truy cứu tội lưu ở nhân gian của các ngươi nữa. Kiếp này các ngươi chịu khổ, kiếp sau sẽ được bồi thường. Diệp Thiết Dương lấy bút chu sa viết lên lá bùa mấy chữ, khoát tay, lá bùa bay về phương bắc. Ba tinh phách kia bái tạ, vội vàng hóa thành một làn khói xanh bám vào lá bùa, càng bay càng xa rồi từ từ tan biến. Một màn này làm cho Tiểu Mã và thiếu nữ sợ ngây người, nhìn hướng lá bùa kia vừa biến mất không nói lên lời. Đi thôi, Diệp Thiết Dương gọi hai người trở về. Tiểu Mã hỏi: cậu không đi tìm pháp sư làm ác hả? Nữ quỷ và thủy thi kia tồn tại đây 100 năm, pháp sư cũng đã chết chắc rồi. Tuy rằng hắn bày ra việc này, nhưng rốt cuộc chẳng biết vì nguyên nhân gì mà không dùng đến. Nếu không thủy thi cũng sẽ không có ở đây. Tiểu Mã tức giận nói: đó chẳng phải là tùy tiện rồi sao? Ở đây nhiều ma quỷ lộng hành như vậy, hại chết biết bao nhiêu người. Lão tử cũng thiếu chút nữa thì bị hại chết, thế mà xem như chẳng có chuyện gì. Trước điện Diêm Vương có một quyển sổ sách, trừ phi cậu không đi âm ti, bằng không thì chắc chắn sẽ bị xử lý thôi. Không đi âm ti thì còn có thể đi đâu? Tiểu Mã thật tò mò. Cậu chỉ là một người bình thường, biết nhiều như vậy để làm cái gì? Diệp Thiết Dương liếc nhìn Tiểu Mã, rồi quay sang thiếu nữ kế bên, vẻ mặt ôn hòa nói: không sao, đi thôi mọi người ơi. Tạ ơn pháp sư cứu mạng. Thiếu nữ vẫn còn hoảng hốt, lại thấy mấy người kia quỳ lại Diệp Thiết Dương, theo bản năng cũng bắt chước định quỳ xuống. Diệp Thiết Dương liền ngăn cản, cười hì hì: đừng có kêu đạo trưởng, gọi là anh Diệp Thiết Dương thôi, hay là Thiết Dương ca ca cũng được. Nhìn vẻ mặt tươi cười đen tối của hắn, Tiểu Mã sửng sốt tại chỗ. Mẹ nó chứ, thay đổi thái độ nhanh quá nhỉ. Lúc trước thì ra vẻ cao nhân đạo mạo, vân đạm phóng khinh, vừa gặp mỹ nữ thì lập tức đổi thành bộ dạng hào hoa lãng tử. Bố mày khinh. Cái gì mà đạo trưởng chứ pháp sư, chẳng phải con là sắc nang sao? Thiếu Dương ca, em là Chu Tích Như, thiếu nữ vươn tay ra nói. Diệp Thiết Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Ôi chao, thật là dễ chịu.
Tĩnh Như, tên rất hay. Tĩnh Như muội muội, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhá. Đi mấy bước, Tiểu Mã đột nhiên nhớ chuyện gì, vỗ đầu một cái bốp, nhìn thiếu nữ hỏi: Em tên là Chu Tĩnh Như, Chu Tĩnh Như ở học viện ngoại ngữ có phải không? Chu Tĩnh Như nghiêng mắt nhìn cậu, âm thầm thừa nhận. Tiểu Mã kích động: Em là một trong tứ đại mỹ nhân của học viện ngoại ngữ, Chu Tĩnh Như có đúng không? Là cha chùm bất động sản của tỉnh Giang Nam có đúng không? Số đo ba vòng của em là... Cái gì? Chu Tĩnh Như kêu lên sợ hãi. Không không, cái đó là bên ngoài đồn thôi. Dáng người của em tốt hơn nhiều so với lời đồn. Chu Tĩnh Như hai tay che trước ngực, trợn mắt phồng má, khuôn mặt là đỏ bừng mà trách mắng. Đến đại lộ, Chu Tĩnh Như lấy điện thoại ra gọi, phân phó vài câu, nói cho bọn hắn biết là cô đã có gọi xe. Ba người đứng ở ven đường chờ một chốc lát, một chiếc xe từ đằng xa chạy tới, đậu kế bên người Chu Tĩnh Như. Đó là một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ, vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt ấn tượng. Diệp Thiết Dương không hiểu nhiều về xe, nhưng cũng biết chiếc này rất là đắt tiền và xa xỉ. Lamborghini nha, Tiểu Mã kêu lên, nhìn mỹ nữ vô cùng là kích động. Cái gì mà Nini? Diệp Thiết Dương tò mò, hắn mới chỉ nghe qua áo tắm hai mảnh là bikini, thế nào là còn xịn hơn cả BMW kép. Chu Tĩnh Như bật cười. Tiểu Mã thì liếc nhìn Diệp Thiết Dương vô cùng là khinh bỉ, phun ra hai chữ: đồ xe pháo. Lái xe là một nữ tài xế hơn 20 tuổi, dáng dấp rất là đẹp, tên là Phạm Nhi. Cô nhìn thấy Chu Tĩnh Như xuất hiện cùng với hai người lạ ở nơi hoang vắng thì rất là tò mò, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đưa ba người lên xe xong, cô lập tức quay đầu xe trở về. Tiểu Mã ghé vào tai Diệp Thiếu Dương thủ thỉ: Tôi không tranh Chu đại mỹ nữ với cậu, cậu mau giải quyết đi, sau đó giới thiệu cô tài xế cho tôi. Diệp Thiếu Dương thúc cùi chỏ bụng cậu ta: Các anh đang nói gì vậy? Chu Tĩnh Như quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ. Tiểu tử bảo muốn mời cô ăn khuya, Tiểu Mã nói. Chu Tĩnh Như cười cười: Để em mời hai anh, bất quá trước tiên phải tắm rửa đã, trên người của em toàn là mùi nước bùn thôi. Tiểu Mã bỗng nhớ tới tình trạng của mình, xuyên qua năng kính chiếu hậu, cậu thấy nữ tài xế một tay thì lái xe, còn tay còn lại thì cố gắng bịt mũi, vẻ mặt hết sức là đau khổ dày vò. Nhất thời trong lòng cậu lạnh dần và lạnh dần. Thôi xong, lần đầu gặp mặt đã để ấn tượng cho người ta là một mùi thối đầy ấn tượng.